Xác minh clip một phụ nữ bị đánh túi bụi trong quán ăn ở Cà Mau. Bị dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, nam thanh niên rồ ga tông cảnh sát giao thông. Nhóm bạn tiếp tục hăm dọa thiếu nữ bị lột đồ, hành hung suốt 2 giờ. Bắt nguyên chủ tịch xã và nguyên kế toán trưởng cấp xã ở thành phố Phan Thiết. Nhiều nhà máy thủy điện phải dừng hoạt động do thiếu nước. Kính chào quý vị đã quay trở lại với các tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Lao Động. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ sẽ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, với nhiều người, ghen tuông được xem là thứ gia vị không thể thiếu trong tình yêu. Nhưng cũng có không ít trường hợp, chính xúc cảm này lại là nguyên nhân gây ra các vụ việc đau lòng. Điển hình như vừa qua, mạng xã hội bất ngờ dậy sóng trước đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bị tấn công túi bụi trong quán ăn ở Cà Mau. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là do mâu thuẫn ghen tuông. Theo đó, người đàn ông tên BMS, 38 tuổi, ngụ ở khóm 3, phường 6, thành phố Cà Mau, làm nghề tài xế, và người phụ nữ tên LTHA, 43 tuổi, ngụ ở khóm 8, phường 5, thành phố Cà Mau. Qua xác minh, khoảng năm 2021, ông S và bà A chung sống với nhau như vợ chồng tại khóm 8, phường 5, thành phố Cà Mau. Khoảng 22 giờ ngày 4 tháng 6, bà A dùng xe máy chở ông S về quán mì trên đường Trần Hưng Đạo, khóm 6, phường 5 để ăn tối. Do ghen tuông, bà A và ông S đã cự cãi, lớn tiếng với nhau. Trong lúc nóng giận, cả hai đã động tay động chân với nhau. Được mọi người can ngăn thì vụ việc kết thúc. Sau đó ông S ra đường Phan Ngọc Hiển, ngồi được khoảng 10 phút thì bà A cũng đi đến. Hai người về nhà sinh hoạt bình thường cho đến khi công an phường mời làm việc. Qua làm việc, cả hai đã thừa nhận hành vi của mình và bà A không bị thương tích gì nên không yêu cầu xử lý hành vi của ông S, có viết đơn không yêu cầu xử lý. Trước đó, một tài khoản mạng xã hội Facebook đã đăng tải đoạn clip dài 1 phút 29 giây ghi lại cảnh người phụ nữ bị người đàn ông ngồi cùng bàn ăn đối xử một cách thô bạo. Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người dùng mạng xã hội rất bức xúc trước hành động của người đàn ông. Tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Cà Mau đã vào cuộc xác minh, làm rõ và xác định như trên. Dù nhiều bản án nghiêm khắc đã được thực hiện, số trường hợp chống người thi hành công vụ trên cả nước vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thậm chí, càng ngày hành vi của các đối tượng này càng táo tợn và liều lĩnh. Mới đây nhất, khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, hai thanh niên ở Vĩnh Phúc đã lập tức dồ ga bỏ chạy, tông trúng một cán bộ đội cảnh sát giao thông Công an huyện Yên Lạc. Ngày 9 tháng 6, Công an huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đang tạm giữ nam thanh niên lái xe máy lao vào cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 8 tháng 6, đội cảnh sát giao thông Công an huyện Yên Lạc lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường nội thị, thị trấn Yên Lạc. Khoảng 22 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện hai thanh niên ngồi trên xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, thay vì dừng xe theo hiệu lệnh, người này lại dồ ga bỏ chạy. Xe máy tông trúng một cán bộ đội cảnh sát giao thông Công an huyện Yên Lạc khiến cho cả hai người trên xe máy và cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông ngã ra đường. Cán bộ cảnh sát giao thông và hai thanh niên không bị thương tích nặng. Thưa quý vị, mới đây, thông tin một thiếu nữ ở Phú Yên bị nhóm bạn hành hung suốt 2 giờ đồng hồ đang khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Đáng nói là sau khi vụ việc xảy ra, nhóm này vẫn không dừng lại hành vi côn đồ mà tiếp tục có lời lẽ khiêu khích, hăm dọa thiếu nữ nói trên. Ngày 9 tháng 6, ông Nguyễn Bá Khải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết đã giao cho cơ quan công an huyện làm rõ vụ việc thiếu nữ bị nhóm bạn hành hung. Nhóm 4 thiếu nữ đã thừa nhận hành vi lột áo và tấn công em DTMD, sinh năm 2008, trú ở thôn Vĩnh Phúc, xã Hòa An, huyện Phú Hòa và quay clip đăng tải lên mạng xã hội. Qua xác minh, 4 thiếu nữ hành hung em D là NNIN, sinh năm 2008, trú ở thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An, DDGN, sinh năm 2007, trú ở thôn Quy Hậu, xã Hòa Trị, TTT, sinh năm 2004, trú ở thôn Mậu Lâm Nam, xã Hòa Quang Nam, và NTT, sinh năm 2005, trú ở khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa. Được biết, 4 thiếu nữ này đều đã nghỉ học. Cùng ngày, chị Lê Thị Phí, 42 tuổi, mẹ của em D cho hay, em D vẫn đang trong tình trạng đau đầu, nôn mửa sau khi ăn. Sáng ngày 9 tháng 6, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên đã tiến hành chụp CT vùng đầu để kiểm tra tình trạng sức khỏe của em D. Chị Phí bức xúc kể lại, hôm tôi và con đến Ủy ban Nhân dân xã Hòa Quang Bắc làm việc, nhóm thiếu nữ hành hung con tôi có thái độ rất hống hách. Khi thấy tôi đứng bên ngoài hành lang, nhóm thiếu nữ còn cố tình nói khích trước mặt tôi, để làm việc xong với công an thì sẽ cho một trận nữa, cho chừa cái tật báo công an. Coi clip mà tôi không cầm được nước mắt, nhóm thiếu nữ này quá hung hãn, khiến con tôi đến mức như vậy mà còn có thái độ ngông cuồng, coi thường pháp luật. Mong cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, đòi lại công bằng cho con tôi nhất quyết không bỏ qua vụ việc này. Theo chị Phí, từ khi em D nhập viện do bị nhóm thiếu nữ hành hung đến nay, đã có phụ huynh của hai thiếu nữ đến thăm và xin lỗi chị và cháu D. Tuy nhiên, chị vẫn mong ngành chức năng giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Trước đó, theo nội dung đoạn clip, ba thiếu nữ đeo khẩu trang lao vào ra tay với em D. Mang nhiều thương tích trên người, em D nhập viện trong tình trạng đau vai, tức ngực. Chuẩn đoán ban đầu từ phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên là đa chấn thương. Theo lời em D kể lại, do hay mượn quần áo lẫn nhau nên khoảng 10 giờ sáng ngày 5 tháng 6, em D từ nhà đến một quán nước ở xã Hòa Quang Bắc để đưa quần áo cho một người tên là N. Sau đó N đã gọi thêm hai bạn và rủ em D lên đập lỗ chài ở xã Hòa Quang Bắc để chơi. Đến khi gần đập, một thiếu nữ tên T đã cầm mũ bảo hiểm tác động vào em D. Bị tấn công liên tiếp, em D đã ngã quỵ xuống đất do bị choáng. Em D sợ hãi kể lại, bây giờ em nghĩ lại, em sợ lắm. Các chị đó tấn công em trong suốt 2 giờ. Đến khi em bất tỉnh, các chị đó còn tạt nước cho em tỉnh rồi lại ra tay tiếp. Xin được chuyển sang tin tức đáng chú ý khác. Sáng ngày 9 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận PC03 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tống Duy Mạnh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiến Thành và Trương Tiến Thanh Trang, nguyên Kế toán trưởng của Ủy ban Nhân dân xã này. Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam được công an công bố tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, với sự tham gia kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận. Hai bị can bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về xây dựng. Đến 10 giờ ngày 9 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã đưa bị can về thực hiện lệnh khám xét nhà ở. Nhà của bị can Mạnh cách trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Tiến Thành khoảng 100 m. Đây là vụ việc mà Thanh tra tỉnh Bình Thuận đã có kết luận thanh tra và chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh để điều tra làm rõ dấu hiệu vi phạm. Theo điều tra ban đầu, Ủy ban Nhân dân xã Tiến Thành, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã thi công công trình sửa chữa trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và sửa chữa trạm y tế xã. Ngoài việc thực hiện không đảm bảo các trình tự thủ tục về đầu tư xây dựng theo quy định, chủ đầu tư, đơn vị thi công đã tổ chức nghiệm thu khống, có dấu hiệu câu kết, nâng khống khối lượng công trình, rút ruột ngân sách 1,1 tỷ đồng. Thời gian qua, nhiều bệnh viện trên cả nước liên tục ghi nhận các ca bệnh do ăn phải nấm độc, gây nguy hiểm đến tính mạng. Mới đây nhất, sau khi đi hái nấm và mang về xào ăn với mướp, một gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh đã phải nhập viện cấp cứu sau khoảng 3 ngày, trong đó có một người tử vong. Thì vào ngày 6 tháng 6, ở bệnh viện Chợ Rẫy của chúng tôi đã tiếp nhận 3 trường hợp ngộ độc sau khi mà ăn nấm. Thì 3 trường hợp này là hai vợ chồng cùng người con gái trong một gia đình. Cách nhập viện khoảng 3 đến 4 ngày thì hai vợ chồng của bệnh nhân có đi hái nấm. Sau đó thì về chế biến là cắt nhỏ và xào với mướp. Thì sau khi xào xong thì cả gia đình cùng ăn vào buổi tối của ngày thứ 7. Thì người chồng ăn lượng nhiều nhất là khoảng phân nửa cái số nấm đó. Còn người vợ và con gái thì cái phân nửa còn lại. Thì sau đó tầm khoảng 8 đến 12 tiếng thì lần lượt là chồng, người vợ và con gái bắt đầu có những cái triệu chứng của cái đường tiêu hóa, tức là bệnh nhân đau bụng, nôn ói và đi tiêu lỏng rất là nhiều. Tình trạng của rối loạn về đường tiêu hóa này nó ngày càng diễn tiến nặng hơn và bệnh nhân thì trong quá trình mà chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy thì người chồng có cái tình trạng là khó thở, siêu hấp, phải được đặt ống nội khí quản và bóp bóng vận chuyển lên khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy. Thì tại khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy thì người chồng đã tử vong. Sau 2 ngày điều trị thì hiện tại là tình hình của người con gái thì có cải thiện được đôi chút. Tuy nhiên cần vẫn phải theo dõi thêm về cái chức năng gan cũng như là cái tình trạng rối loạn đông máu. Còn về bệnh nhân là người vợ thì hiện tại tình trạng vẫn còn rất là nguy kịch. Các cái rối loạn về chức năng gan vẫn tiếp tục diễn tiến và bệnh nhân đang được điều trị rất là tích cực. Cái vấn đề mà ngộ độc nấm do người dân họ không nhận biết hoặc là họ không phân biệt được nấm độc với nấm không độc là được đặt ra. Chính vì vậy mà chúng tôi khuyến cáo rằng là đối với cái nấm hoang dã khi mà người dân mình đi thu hoạch thì mình nên cẩn trọng bởi vì mình có thể ăn nhầm cái nấm độc. Cái vấn đề thứ hai là các cái nấm độc nó có những cái độc tố khác nhau và mỗi cái loại độc tố thì nó lại có thể là ảnh hưởng ở các cái hệ cơ quan khác nhau. Một số cái trường hợp trước đây là chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân là có cái triệu chứng là có ảo giác sau khi mà ăn nấm. Trên thế giới thì cũng như là tại Việt Nam thì một số các trường hợp khác thì bệnh nhân có thể có những cái trường hợp là bệnh nhân bị rối loạn tri giác hoặc là suy thận vân vân. Tiếp tục bản tin là những thông tin xã hội nổi bật. Theo Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đến nay nhiều hồ thủy điện lớn tại miền Bắc đã về mực nước chết, gây khó khăn cho việc phát điện của các nhà máy thủy điện. Điều này đẩy miền Bắc vào nguy cơ thiếu điện ở tất cả các giờ trong ngày. Phóng viên Lao động đã ghi nhận thực tế tại hồ thủy điện Thác Bà, nhà máy thủy điện Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Nhà máy này có công suất 120 MW, đóng góp không nhỏ lượng điện lên lưới điện quốc gia nói chung và cho miền Bắc nói riêng. Lưu lượng nước về hồ thủy điện Thác Bà ở mức thấp, chỉ khoảng 76 m3 một giây. Hiện lượng nước tại hồ này chỉ đạt 45,66 m, trong khi mực nước tối thiểu là 46,5 m. Hiện tại, đường đi xuống hồ thủy điện, nơi trước kia chìm sâu dưới mặt nước hàng chục mét, nay người ta có thể thoải mái đi lại trên những khối bê tông khô khốc. Các bến thuyền du lịch lòng hồ vắng tanh. Anh Hùng, một người dân sống gần hồ thủy điện Thác Bà chia sẻ, hồ đang đứng trước nguy cơ gần với mực nước chết. Nước rút khiến cho hồ hiện rõ từng nấc trắng xóa, in dấu ngấn nước, rút xuống từng ngày. Báo cáo vào ngày 8 tháng 6 năm 2023 của Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, Cục An toàn Môi trường Bộ Công Thương cho biết, nhiều nhà máy thủy điện đã phải dừng phát điện vì mực nước không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Mực nước các hồ khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ thấp, một số hồ xấp xỉ dưới mực nước chết. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, mực nước ở các hồ ở mực nước yêu cầu theo quy định của quy trình vận hành. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà cho hay, lượng nước về hồ từ tháng 5 đến giờ là rất thấp. So với trung bình nhiều năm cùng thời điểm, lượng nước về chỉ bằng 40%. Còn so với năm ngoái, lượng nước chỉ bằng khoảng 22%. Điều này khiến cho công ty gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài lượng điện sản xuất kinh doanh, còn phải đảm bảo tưới tiêu cho hạ du. Hiện nay chúng tôi phải dừng 2/3 tổ máy vì quy định khi lượng nước trong hồ dưới mực nước chết thì tổ máy không được phép vận hành, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn về cơ khí thủy lực. Thưa quý vị, vào sáng 9 tháng 6, nhiều thí sinh Hà Nội đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập, không chuyên và lớp 10 chuyên đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục. Với tâm thế thoải mái và tự tin, các em đã sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng. Ngày 9 tháng 6, gần 105.000 thí sinh Hà Nội đã có mặt tại 201 điểm thi trên địa bàn thành phố để làm thủ tục dự thi, lắng nghe quy chế thi và đính chính các thông tin sai sót nếu có. Theo ghi nhận của phóng viên, năm nay các thí sinh đến điểm thi với tinh thần thoải mái, rạng rỡ, nhiều thí sinh còn tỏ ra tự tin với nguyện vọng mình đã đăng ký. Em cảm thấy rất tự tin và yêu đời ạ, tại vì em học rất giỏi rồi ạ. Em cảm thấy khá là tự tin khi bước vào cuộc thi ạ, vì trong đầu em đã có sẵn những kiến thức, em đã có cách học ôn thi thật hiệu quả với môn văn, em đã tóm gọn lại hết được trong vòng 1 tháng ạ. Khá là thoải mái và cũng tự tin ạ. Như là thời tiết nó sẽ không bị nắng và nó sẽ râm râm mát mát, hoặc là bài thi nó sẽ vừa sức với mọi người và có thể vừa sức với em. Đồng hành cùng các thí sinh trong kỳ thi quan trọng này không thể thiếu bóng dáng của các bậc phụ huynh. Cố gắng giữ tinh thần thoải mái để không tạo áp lực cho con, nhiều phụ huynh cũng nghỉ làm, dành trọn thời gian để đồng hành cùng con trong giai đoạn quan trọng này. Từ đầu năm cơ, từ khi bắt đầu là bạn ấy là vào lớp 9 là gia đình là đã cũng phải động viên các bạn đấy, rồi là cố gắng là ôn luyện và học thêm. Nói chung là cái thi vào cấp 3 này là cũng là một cái thử thách với các bạn ấy trong cái cuộc đời học sinh của bạn ấy, cũng như tất cả các gia đình khác thôi. Có con lên cấp 3 thì gia đình nào cũng đều như thế cả. Cũng mong là các con là cố gắng là ôn bài, luyện bài và để có kết quả của kỳ thi này là tốt nhất. Thực ra thì cũng rất hồi hộp thôi, nhưng mà tâm lý của những người mẹ thì ai cũng thế, đưa con đi thi thì hồi hộp và lo, nhưng mà cái gì đến thì nó cũng sẽ đến. Mình cũng là người để luôn trấn an cho con tinh thần để cho con tự tin vào phòng thi. Thì cũng như là từ bé nhà em, từ chuyển cấp 1 sang cấp 2 thì mẹ cũng luôn luôn là sẽ đồng hành cùng các con. Đến cấp 3 thì cũng sẽ muốn là đưa con đi để cho con tự tin hơn. Hôm nay đưa con đi thi thì sang làm thủ tục thì trong kỳ thi này mẹ cũng chắc chắn là con cũng sẽ thành công được 70-80%. Thực ra là em không áp lực lắm về vấn đề học tập của các con, chủ yếu là do bản thân con. Nếu mà con mà có khả năng thì mình cũng sẽ động viên để cho con làm, còn nếu như con mà không có khả năng thì mình cũng sẽ hướng cho con đi học nghề chẳng hạn như thế ạ. Và chứ cũng không áp lực lắm. Đấy, để cho con tâm lý con thoải mái. Các sĩ tử Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi lớp 10 trong vòng 2 ngày là ngày 10 và ngày 11 tháng 6 với môn thi đầu tiên là môn thi ngữ văn. Như thường lệ, cuối bản tin là một số cập nhật về tình hình thời tiết. Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, dự báo sắp tới, vùng áp thấp tiếp tục ít di chuyển, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Trên vịnh Bắc Bộ có mưa rông mạnh, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị ngay sau đây. Theo đó, hồi 1 giờ ngày 9 tháng 6, vùng áp thấp khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ có vị trí ở vào khoảng 21,5 đến 22,5 độ Vĩ Bắc, 108,5 đến 109 độ Kinh Đông. Ngoài ra, trong ngày và đêm 9 tháng 6, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có mưa rào và dông mạnh. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai thông tin dự báo, từ ngày 9 tháng 6 đến đêm ngày 10 tháng 6, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90mm, có nơi trên 140mm. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên 120mm. Chiều tối ngày 9 tháng 6, ở khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 6, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, có nơi trên 180mm. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên 120mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được đánh giá là cấp 1. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã ban hành công văn số 208 VPTT gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các cơ quan liên quan để chủ động ứng phó với vùng áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào ngày 8 tháng 6. Thời gian tới, các đơn vị theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo cảnh báo về vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.